Xin chào khán giả của ship.vn. Trong video này mời các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Armani Nicolas. Còn đây là các kênh thông tin lạc của ship. Món đồng hồ này được một vị khách tại thành phố Hà Nội để nhờ ship mua hộ. Đây, kiện hàng này được chúng tôi mua từ một cửa hàng rất là quen thuộc là Yuma. Nó có địa chỉ ở Brooklyn, New York. Từ ship tới kho của ship là nằm ở thành phố Rancho thuộc tiểu bang California bằng dịch vụ là FedEx. Đó, đây là số check-in của FedEx có 12 số. Thường thường những cái chiếc đồng hồ mắc tiền hoặc là bóp to thì bên hãng bên Yumasoft họ sử dụng là cái thương hiệu là FedEx để vận chuyển. Đây, ở đây nó còn nguyên siêu luôn. Các bạn thấy vẫn còn chưa cắt siêu nè. Thì trong video này mời các bạn cùng tôi cắt siêu luôn. À, xin lỗi các bạn. Phía dưới đây đã bị cắt siêu rồi nè. Để ở Cali người ta cắt siêu để người ta kiểm tra đó. Kiểm tra xem họ có giao đúng chiếc đồng hồ hay không. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cái đít đi, cắt lại cái đường cũ. Về thương hiệu Armani Collection này, đây là một thương hiệu được câu chuyện về thương hiệu này là bắt đầu từ năm 1800. Đây là cái bill của nhà cung cấp Yuma Shop nè, giá lúc mua là 1.645 đô. Ok. Còn bên dưới đây được bao, bên ngoài được bao bởi một cái lớp giấy dầu, cái dầu mà nó cắt theo cái hình lưới rất là lãng mạn. Còn bên thì chúng ta sẽ kéo cái này. Xin lỗi các bạn nha, cái máy quay này nó gần nên kéo lên nó sẽ đụng máy quay, thì chúng tôi sẽ kéo ra ngoài và chúng tôi sẽ kéo nó lên. Đó, đây. Cái này bên Yuma họ cung cấp cho chúng ta những cái này, nếu mà vay retail những cái tem để dán để quảng cáo thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở siêu, mở cái bóc để kiểm tra. Về Việt Nam chúng tôi sẽ kiểm tra một lần nữa trước khi mà bàn giao cho hãng vận chuyển tới tận nhà của khách hàng. Đó, đây là cái tên thương hiệu Armani Nicolas, đây tên thương hiệu của ta. Cái câu chuyện về thương hiệu này bắt đầu từ năm 1875 tại một cái thị trấn nhỏ có tên là Chamelan. Chamelan là tên của cái thị trấn nơi mà thương hiệu này được thành lập. Đó, được thành lập bởi con của một cái người thợ đồng hồ. Thì cái người đàn ông này có một cái thành tích học nghề rất là xuất sắc đó. Sau đó ông đã thành lập ra một cái doanh nghiệp chuyên sản xuất đồng hồ. Đến năm 1939 thì người thợ này người ta qua đời đó. Sau đó là truyền lại cho người con trai có tên là Willie đó. Người con trai đã tiếp tục phát triển cái doanh nghiệp gia đình và đưa cái cơ sở sản xuất đồng hồ này trở thành một trong những cơ sở sản xuất quan trọng nhất trong khu vực. Về thương hiệu Armani Nicolas này còn nổi tiếng là về việc sản xuất những cái cỗ máy rất là phức tạp. Vào cái thời của thương hiệu này nè, họ chuyên sản xuất những cái cỗ máy cho những thương hiệu khác luôn. Tức là những thương hiệu khác người ta mua máy lại, sau đó người ta về lắp vô, là chuyên sản xuất máy cho những cái thương hiệu nổi tiếng và những thương hiệu lớn khác. Rồi vào năm 1970 á, cái thời điểm mà ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ bị chao đảo, bị đồng hồ Thập Anh, tức là đồng hồ Watt, đồng hồ pin của Nhật gây ảnh hưởng, thì các thương hiệu, các nhà máy khác thì đóng cửa hết. Tuy nhiên cái nhà máy của này nó có những người thợ rất là lành nghề, nên người ta muốn giữ, quyết tâm giữ lại cái truyền thống, nên người ta không có, nên cái cửa hàng này nó, cái cơ sở sản xuất đồng hồ này không có bị đóng cửa, vẫn duy trì cho đến tận ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ mở ra kiểm tra. Cái bóc này chúng ta, các bạn chờ tí để chúng tôi bỏ cái này qua một bên. Cái bóc này là phải để ra ngoài, tại vì để trong nó đụng cái máy quay. Để chúng tôi lấy cái bóc giấy ra trước. Đây rồi, chúng ta đã lấy được cái bóc giấy rồi. Cái bóc này khá là to. Rồi, thời gian trước chúng tôi cũng có review mấy chiếc Armani Nicolas này. Chiếc mất màu bóc bên ngoài nó màu màu đen mà nó hơi nghiêng về màu xanh một chút, màu nó rất là độc đáo.
đen và xanh lá. Đây, bây giờ chúng ta sẽ dỡ cái nắp lên. Bên trong nó sẽ có thêm một cái hộp nữa. Ở bên phải nó là một cái quyển sổ. Đó, cái hộp này bên ngoài nó có một cái lớp giả da. Đây, được may bằng chỉ nè, may thủ công. Giờ chúng ta sẽ bật lên. Đó, bên ngoài nó có một cái, phía trên nó có một cái khăn. Đây là có một cái tờ giấy nè, tờ giấy bảo hành. Tờ giấy bảo hành này nó có ri nè, cái bao gồm mã sản phẩm, ở dưới là cái in video, tức là cái mã định danh của chiếc đồng hồ này là 66310, để phân biệt với những chiếc đồng hồ khác tương tự. Đó, đây, cái tờ giấy này nó có hình bản vẽ của những cỗ máy đồng hồ Swissmatch. Dưới này, đây, Nicholas, đây là những thông tin. Stainless steel, leather strap là bằng dây da. Stainless steel là cái khung vỏ. Ở trên là video là chúng ta biết rồi. Đây là D&D Dual Wrap, có tính năng ngàn và thứ và cả tính năng Dual Wrap luôn. Đó. Đây là những cái dòng thông tin về điều khiển kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng đó. Và chúng ta tìm hiểu kỹ về cái hướng dẫn sử dụng, ví dụ trong về nhiệt độ hay là về cách chỉnh giờ. Thì cái này chúng tôi sẽ tìm vào sau nha. Thì chúng ta sẽ đi vào chiếc đồng hồ. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Một chiếc đồng hồ có tông màu xanh blue. Cái mặt số thì màu xanh blue nó sẽ đậm hơn, còn cái dây thì màu xanh blue nó sẽ tươi hơn. Ở đây cái khóa này, thì khi chúng ta đeo thì cái dây này nè, nó sẽ lòn như trong, chứ nó không có dư ra bên ngoài. Những thương hiệu này đeo nó hơi khó một chút, tuy nhiên nó sẽ mang lại một cái độ liền mạch, đó, nó không có phần dư ở trên ở nằm ở trên. Đó. Đối với những chiếc đồng hồ gà thì chúng ta sẽ có một cái phần dư, nhìn nó không có được quần, không có được liền mạch lắm. Ở đây thì khi mà chúng đeo, ta sẽ gặp vô vậy nè, đó, trong nó sẽ liền mạch hơn, đẹp hơn rất là nhiều. Các bạn chờ tôi tháo cái siêu này ra nè. Đây là chỉ là một cái lớp ni lông nhựa thôi, nó không có chất keo dính nên chúng ta tháo được, nên nó để bảo vệ cái mặt đồng hồ khỏi bị xước dâm và bị chảy xước thôi. Mặt đồng hồ chúng ta là kính sapphire cũng rất là khó chảy xước, chỉ sợ là nó bị xước dâm ở khung vỏ này nè. Đó, để nó bảo vệ. Đó, cái mặt số thì nó sẽ màu xanh đậm hơn. Chiếc đồng hồ này có đường kính là 43 mm. 43 mm thì nó sẽ phù hợp với những bạn nào có chu vi cổ tay to, là ít nhất là khoảng 18 cm. Thường thường 42 nó sẽ phù hợp với 18, còn 43 là cổ tay chúng ta 19 là đẹp nhất. Tuy nhiên 18 vẫn có thể đeo được. Thường thường cổ tay 18 là có thể đeo được tất cả những mẫu đồng hồ to. Ở đây là có 3 núm. Bên phải chúng ta có 3 núm hồi nãy. Trong trên là giấy nó có Dual Wrap á. Đây là 3 núm Dual Wrap nè. Đây là núm bắt đầu Dual Wrap. Núm Reset nè. Đây là núm chỉnh giờ. Núm chỉnh giờ chúng ta đang bị hở ra nè. Chắc là nó có chèn một cái lớp gì bên dưới đây. Đó là lên code cho nó. Các bạn chờ tí. Thì theo khuyến nghị trước khi mà chúng ta đeo á, chúng ta nên lên code cho nó khoảng 20 vòng. Đó. Lên code là không, nó không phải chạy liền. Các bạn chờ chút thì cái kim nó mới bắt đầu chuyển động. Đây là bên sau. Bên sau đây là cái rotor nè. Đó, cái bộ máy nó bắt đầu chuyển động rồi. Đó, các bạn để ý. Các bạn chờ tí nha. Ở đây là nó không có kim dây. Và cái đồng hồ này, đây bộ máy nó chuyển động này nè. Nhưng mà nó không có cái kim dây nên chúng ta phải chịu khó chờ. Phía trên là cái kim theo dõi 30 phút. Ở dưới là cái kim theo dõi 12 tiếng. Đó, đồng hồ này không có kim dây nha các bạn. Cái kim Dual Wrap này bắt đầu chúng ta bấm coi kim Dual Wrap nó chạy. Đó, kim Dual Wrap bắt đầu chuyển động. Chúng ta bấm một phát nữa để dừng sự kiện. Đó, bấm phát nữa để tiếp tục sự kiện. Bấm phát nữa để dừng sự kiện. Và để reset thì chúng ta bấm nút bên dưới. Đó, kim nó reset về điểm 0. Một số trường hợp chúng ta lần đầu tiên sử dụng, một số trường hợp cái kim này là nó không nằm ở điểm 0 á, thì chúng tôi có làm một cái video hướng dẫn chỉnh những trường hợp kim bị lệch. Các bạn gọi từ khóa là hướng dẫn chỉnh kim bị lệch vào trong YouTube, thêm chữ ship vô,
các bạn sẽ tìm lại được những cái video hướng dẫn của chúng tôi đã làm. Ok, còn ở đây mặt số thì chúng ta xem ở đây nó có những cái cọc cọc số là những dạng vạch. Đó. Riêng ở 12 góc 12 giờ thì nó chỉ có cái vạch nó đã bị nó cắt ngắn lại, nó chỉ có hai chấm thôi. Đó. Còn ở góc những cái lại thì cái vạch nó bình thường, ở góc 6 giờ cũng vậy. Cái vạch nó được cắt ngắn lại để nó nhường vị trí cho hai cái sụp đeo nè, cái sụp đeo trên đây là sụp đeo theo dõi 30 phút. Cái kim chúng ta ở dưới đây là theo dõi 12 tiếng. Hai cái kim, hai cái sụp đeo này sẽ hỗ trợ chúng ta theo dõi cái tính năng Juno Wrap. Còn thư tên thương hiệu là nằm ở góc bên 9 giờ, Chamberlain. Bao gồm có lịch ngày và lịch thứ luôn. Nằm trong cùng một ô cửa sổ. Còn ở cái chính giữa mặt số nó là cái đánh vân Gloss. Đó. Đây là cái đánh vân Gloss, đây là cái đánh vân thủ công bằng đánh vân được hỗ trợ bằng máy. Tuy nhiên để vận hành những cái cỗ máy mà đánh vân đó đòi hỏi những người thợ phải rất là lành nghề. Tại vì nếu mà không có kinh nghiệm, không có nhiều kinh nghiệm sẽ rất là dễ bị lỗi. Xưa giờ chúng tôi cũng có nhập một số trường hợp là gặp những cái mặt số nó vân này nè, nó bị lỗi một cái lỗi nhỏ. Nhìn nó không có được hoàn thiện lắm. Đây cái màu xanh nó nhìn nó rất là hấp dẫn. Cái màu xanh này nhìn nó mịn chứ nó không phải quá là chói. Màu xanh nhìn nó rất là mê hoặc luôn. Ở trên này là Tag Manager nè, thì là giúp chúng ta theo dõi tốc độ. Đây, đây là cái thông số nè, 120, đây là tốc độ 120 km/h, đây là 350 nè. Thì theo dõi tốc độ thì chúng ta sẽ theo dõi tốc độ trên khoảng cách là 1 km, tức là 1000m. Khi mà chúng ta mà bắt đầu chạy thì chúng ta chạy khi nào mà kết thúc 1000m, khi mà cái kim nó chỉ ở đâu thì cái chiếc xe của chúng ta sẽ đạt được tốc độ trung bình là bao nhiêu đó. Ví dụ như khi chúng ta hoàn thành 1 km mà cái kim chỉ ở 140, chúng ta đạt được 140 km/h. 350 thì chúng ta sẽ đạt được 350 là tốc độ gần như là cao nhất rồi. Đó, 275, 240, 210, thấp nhất là ở đây là 60 nè. Đó. Chúng ta hoàn thành 1 km mà nó kim nó chỉ tới mức 60 thì chúng ta sẽ đạt được 60 km/h. Rồi, chúng ta xem phần bên hông. Bên hông chiếc đồng hồ này là được đánh bóng. Tất cả đều được đánh bóng hết. Đây là núm chỉnh nè. Núm khá là to. Các bạn thấy. Núm to. Cái răng cũng to nè. Bên ngoài núm là cái thân. Cái logo của thương hiệu Armand Nicolas. Hai cái này nè. Đó. Đây là hai cái nút chỉnh Juno Wrap. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu phần mặt sau. Đây là phần dây da nè. Trên handmade, dây da này là được handmade, tức là được mai thủ công. Đây là những cái đường chỉ mai nè, mà thủ công luôn. Trên đây là cái mặt sau của chiếc đồng hồ này. Đây là cái mặt sau này rất là đặc trưng của Armand Nicolas. Mặt sau những cái vòng xung quanh này nè, nó được đánh những cái vân. Về mặt thép này cũng đánh vân nữa, nó sẽ yêu cầu những kỹ thuật nó sẽ khó hơn, nó sẽ phức tạp hơn. Còn nhưng đa số những chiếc đồng hồ các bạn thấy ít khi nào mà cái mặt sau này nó đánh vân đó. Thường thường đánh vân này nó sẽ làm cho chúng ta sẽ mất công hơn. Đó. Trên đây là thông số là SwiftMate. Những thông số này được dập nổi hết. Không phải là phun mờ như những thương hiệu khác. Ở đây là nó cắt hết luôn. Đó. Nó không bao giờ bị bay luôn. 316L, 10 ATL mà khả năng chống nước nè. Đây là AN, đây là 66310 là cái individual number đó, tức là số định danh của chiếc đồng hồ này. Còn AN647 có thể là cái mã máy, stainless steel là thép không gỉ, sapphire steel là SwiftMate. Đây là những cái thông số về thông số kỹ thuật của chiếc đồng hồ này. Đây là cái rotor nè, rotor ở trên rotor nó có khắc chim, cái tên thương hiệu Armand Nicolas và được sơn màu vàng. Còn bên dưới nó là cỗ máy của chúng ta. Đó. Cỗ máy chúng ta nhìn trông rất là phức tạp. Tuy nhiên cái chiếc đồng hồ này có giá nó rất là cao, tuy nhiên không hiểu vì sao mà những cái bề mặt thép bên dưới nè, người ta không có đánh vân. Đó. Người ta chỉ làm một cái bề mặt nhám trơn thôi.
Tuy nhiên nhìn những bộ phận bên dưới là nhìn nó có vẻ nó phức tạp hơn những cái cỗ máy đến từ những thương hiệu Tissot mà chúng tôi thường hay review á. Những cái cỗ máy đến từ tập đoàn Oswald Group, là tức là cỗ máy Power 80 á, trông nhìn nó đơn giản hơn. Những cỗ máy này thì nhìn nó phức tạp hơn, nó có nhiều cái thành phần hơn. Đó là tất cả những cái thông tin, những cái rock review mà ship quay lại để cho các bạn nào đang các bạn nào nào quan tâm chiếc đồng hồ này hoặc là quan tâm đến thương hiệu Armani Nicolet này, để chúng ta có thể trải nghiệm được cái độ hoàn thiện của chiếc đồng hồ này. Đó. Đây là cái khóa. Khóa này là khóa gập. Ở đây trên đây nó có cái phần này. Item cannot be returned. Ở bên Mỹ là nó có hỗ trợ chính sách là return trong vòng mấy ngày đó. Chúng ta mua về chúng ta không thích chúng ta có thể trả lại. Bên đây là da bên đây nó có khắc cái tên thương hiệu Armani Nicolet luôn. Đó. Cái khắc cái này các bạn nhìn thấy người ta khắc cái tay nghề khắc rất là cao đó. Cái khắc nó rất là đều. Thì đó. Các bạn vừa gọi chúng tôi, ship cũng có bắt đầu sản xuất chai da nhưng mà khắc mới mới đầu làm thì chưa có kinh nghiệm. Ở đây người ta khắc thì rất là đều luôn. Cái chữ nó cũng rất là nét và đẹp. Đây được đục sẵn là 7 lỗ nè. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.